kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khó khăn trong phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt, đặc biệt là hạ tầng đầu ra cho sản phẩm. Nguy cơ tai nạn thương tích từ việc nuôi chó thả rông. Thưa quý vị và các bạn, Mở đầu bản tin Thanh Hóa ngày mới, mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin kinh tế vừa được chúng tôi cập nhật. Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ghi nhận tăng trưởng cao vượt bậc so với nhiều quốc gia trong khu vực, với 11 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ đô la Mỹ và xuất siêu 2,03 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm 2021. Trong đó, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất, đạt 14,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 77,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả đạt được của hoạt động thương mại trong thời gian qua đã và đang cho thấy những nỗ lực quyết tâm của chính phủ và các bộ ban ngành trong việc phòng chống dịch bệnh song song với thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, nhu cầu đi lại của hành khách tăng mạnh khiến các hãng bay phải tăng chuyến và tăng thêm khuyến mãi về giá vé hoặc hành lý ký gửi. Các hãng cũng chủ yếu tăng tải trên các đường bay giữa các điểm du lịch nổi tiếng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Phú Quốc, Thanh Hóa. Chỉ tính riêng Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco đã tăng gần 500.000 chỗ, tương ứng với xấp xỉ 2.600 chuyến bay nội địa trong 6 ngày cao điểm từ 28 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 1114 về việc phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng sản phẩm ô cốp tỉnh Thanh Hóa đợt 1 năm 2021 cho 7 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm hạng 4 sao, 4 sản phẩm hạng 3 sao. Cụ thể, 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao gồm tổ yến xào, tổ yến trưng của công ty trách nhiệm hạn sản xuất và thương mại yến xào Sứ Thanh, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, giỏ trái đất của công ty trách nhiệm hạn xuất khẩu Việt Trang, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn. 4 sản phẩm được công nhận đạt hạng 3 sao gồm miến gạo Phúc Thịnh của hộ sản xuất kinh doanh miến gạo Quý Lộc Phúc Thịnh, xã Quý Lộc, huyện Yên Định. Tương Xuân Phả của hộ sản xuất kinh doanh Đỗ Xuân Dũng, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân. Trà xanh túi lọc Bình Sơn của hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn và mắm tép đặc biệt Tác Huy của hộ sản xuất kinh doanh Đồng Thị Huy, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn. Các sản phẩm nêu trên được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận sử dụng biểu trưng của chương trình ô cốp và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm, được hỗ trợ phát triển sản phẩm theo chương trình ô cốp. Sản phẩm được công nhận xếp hạng có giá trị trong 3 năm 36 tháng kể từ ngày ký quyết định công nhận. Theo Tri Cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, từ năm 2016 đến nay, có 48 cơ sở chăn nuôi đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh không chỉ kiểm soát dịch bệnh mà còn tạo ra sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây chính là chìa khóa để phát triển bền vững ngành chăn nuôi. Thực tế, 48 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đã mang lại nhiều lợi ích ưu thế cho người chăn nuôi, đồng thời mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững, an toàn dịch bệnh, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi thời gian tới để từng bước nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn dịch bệnh ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh hướng dẫn các hộ chăn nuôi về những quy định và cách thức đăng ký tham gia xây dựng bên cạnh đó từng bước loại bỏ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư xây dựng các khu trang trại tập trung quy mô lớn đầu tư hệ thống chuồng trại thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh xử lý môi trường áp dụng công nghệ tự động hóa từng khâu và toàn bộ quá trình sản xuất đồng thời lựa chọn con giống có nguồn gốc, được kiểm định chất lượng và tiêm vaccine đầy đủ. Công ty trách nhiệm hạn một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa vừa thả hơn 250 kg cá giống xuống hồ Cánh Chim thuộc phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản ở địa phương. Hồ Cánh Chim được công nhận là di tích cấp quốc gia do chi nhánh thủy lợi thị xã Bỉm Sơn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bắc sông Mã khai thác và quản lý. Hồ có diện tích 27 ha, dung tích trên 1 triệu mét khối, có nhiệm vụ tưới cho 140 ha lúa hoa màu và cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 195 hộ dân thuộc khu phố 10 phường Ba Đình, đồng thời ngăn lũ cho vùng hạ du thuộc các phường Ba Đình, Lam Sơn, Đông Sơn và xã Hà Lan thị xã Bỉm Sơn. Đây cũng là nơi cung cấp nguồn lợi thủy sản đáng kể cho người dân địa phương. Việc thả cá giống xuống hồ cánh chim là hoạt động thường niên nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần đảm bảo cân bằng hệ sinh thái và giữ gìn tính đa dạng sinh học trên lòng hồ cánh chim. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khai thác tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, diện tích ao hồ các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Tuy nhiên trong quá trình phát triển các hộ vẫn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, đầu ra cho sản phẩm nên hiệu quả kinh tế vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Gia đình ông Vũ Văn Lan, thôn Ngọc Chuế, xã Hà Châu, huyện Hà Trung, đầu tư 1,5 hecta ao nơi cá nước ngọt theo hình thức bán thâm canh. Quân bình mỗi năm, ông thu hoạch hai vụ, được 30 tấn cá. Nếu năm nào được giá, đầu ra thuận lợi, ông thu lãi trên 200 triệu đồng. Còn không may mưa bão, dịch bệnh, đầu ra không ổn định, có khi hòa vốn, Hiện trên 15 tấn cá đã quá kỳ xuất bán, nhưng gia đình ông vẫn chưa xuất bán được vì chưa có đầu ra. Thị trường thì cái đặc biệt, cái năm nay thì bà con cũng đã biết là do cái ảnh hưởng của dịch Covid, nên đối với năm ngoái thì cái thị trường là cá thì chênh lệch so với năm nay là 5.000 đồng một ký. Nhưng đối với là đã giá đã hành đã thấp rồi, tiêu thụ lại chậm, Thanh Hóa hiện có trên 14.000 ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt với sản lượng trên 33.000 tấn một năm. Đối tượng nuôi tập trung là các loại cá truyền thống như cá mè, trôi chấm, chép, cá rô phi. Trong những năm qua, mặc dù các địa phương trong tỉnh đã chú trọng quy hoạch cải tạo ao hồ, chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, nhưng do cơ sở hạ tầng vùng nuôi chưa đồng bộ nên chưa kiểm soát được dịch bệnh, môi trường và an toàn thực phẩm. Hệ thống thủy lợi tại một số vùng nuôi còn chung với sản xuất nông nghiệp nên việc điều tiết nước phục vụ nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn, ảnh hưởng đến sản lượng vụ nuôi. Các hồ cũng chưa mạnh dạn đầu tư nuôi thâm canh mà chủ yếu nuôi với hình thức quảng canh, bán thâm canh, tự phát, nhỏ lẻ, trong ao hồ, dụng trũng nên năng suất chất lượng thấp, đầu ra không ổn định. Hiệu quả của cái việc nuôi trồng thủy sản là thấy tạo điều kiện cho người dân là nó đã có cái rõ nét, cái năng suất và cái sản lượng thì cao nhưng mà với cái khó khăn của các hộ thì cái giá đầu ra tại cái thời điểm hiện tại thì đang gặp rất nhiều khó khăn cơ sở hạ tầng của người dân rất là yếu kém các cái hệ thống điện các cái thiết bị kỹ thuật cho các cái ao nuôi ao nuôi lớn có tính chất là diện tích lớn và tập trung đấy cái thứ ba nữa là hiện nay thì cái tiêu thụ sản phẩm của người dân thì chủ yếu là qua thương lái chưa có một cái doanh nghiệp chế biến hay là một cái doanh nghiệp thu mua ổn định theo cái chuỗi giá trị tuy nhiên là chúng tôi cũng từng bước để khắc phục cái khó khăn này để nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Thanh Hóa thực sự đem lại giá trị hiệu quả cao, thì chính quyền các địa phương cần hỗ trợ khuyến khích cơ hộ đầu tư xây dựng và nâng cấp hạ tầng ao nuôi, hệ thống điện đáp ứng nhu cầu phát triển nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó, hỗ trợ các nhóm hộ nuôi trồng thủy sản liên kết thành lập các hợp tác xã để hỗ trợ nhau về vốn, giống, kỹ thuật, từ đó nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm một cách ổn định, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong trường hợp thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia chưa có thẻ căn cước công dân thì hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Cụ thể, sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được các đơn vị đăng ký dự thi cấp một tài khoản là số căn cước công dân hoặc là chuỗi mã số 12 kế tự đối với thí sinh chưa có thẻ căn cước và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi qua Internet tại địa chỉ website thí sinh chấm thi tốt nghiệp thpt.edu.vn. Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến xem kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại. Mới đây, một bé gái 15 tháng tuổi quê ở tỉnh Tiền Giang đã bị tử vong sau khi bị rắn hoa cổ đỏ hay còn gọi là rắn hổ lửa cắn dẫn đến vết thương chảy máu không ngừng và tử vong. Điều đáng nói là trong quan niệm dân gian, loài rắn này không có nọc độc trong khi trên thực tế hiện thế giới chưa có huyết thanh kháng lại nọc độc của chúng. Rắn hoa cổ đỏ còn có tên dân gian là rắn cổ trĩ đỏ, rắn nữ hoàng, rắn nước cổ đỏ, rắn cổ bẹt, rắn hồ lửa. Sở dĩ có tên gọi này là bởi đoạn thân trước của rắn có màu đỏ rất đặc trưng, khác với các loài rắn phổ biến khác như rắn hổ tre, rắn hổ mang chúa, chứa nọc độc tại hai răng nanh. Loài rắn này có hai chiếc răng bơm chất độc nằm ở góc sâu của hàm chứ không phải răng nanh như các loài rắn khác. Vì vậy, nếu chỉ bị cắn nhẹ, rắn không mở to miệng thì răng chứa nọc độc sẽ không chạm vào người, không gây nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho lời đồn đại rằng rắn hoa cổ đỏ không có độc và nuôi làm thú cưng. Trong một số trường hợp hiếm gặp, khi nọc độc từ răng nanh phía sau có thể tiếp cận được vết thương hở hoặc cắn trực tiếp vào da, có thể nhanh chóng gây xuất huyết nội tạng, bao gồm xuất huyết não cũng như buồn nôn, rối loạn đông máu, dẫn tới suy hô hấp, thậm chí tử vong. Sau đó người dân cần đặc biệt cảnh giác, hướng dẫn trẻ tránh xa khi thấy loài rắn này. Khi bị cắn cần bình tĩnh, rửa sạch vết thương và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu. Tổ chức Project Bomb của Hàn Quốc vừa phối hợp với Sở ngoại vụ, Sở giáo dục và đào tạo, Sở y tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa khởi động dự án hỗ trợ y tế học đường dựa vào công nghệ thông tin tại tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Mục tiêu của dự án là cung cấp trang thiết bị phòng đa phương tiện và phòng tin học sử dụng cho phương pháp học trực tuyến tại Thanh Hóa năm 2021. Dự án hỗ trợ y tế học đường dựa vào công nghệ thông tin tại tỉnh Thanh Hóa được triển khai trong 2 năm 2021-2022, cung cấp một phòng đa phương tiện tại trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa để xây dựng tài liệu giáo dục sức khỏe dựa vào công nghệ thông tin cung cấp máy tính cho một phòng tin học tại trường trung học cơ sở Quảng Định, huyện Quảng Sương nhằm hỗ trợ chương trình giáo dục sức khỏe dựa vào công nghệ thông tin ở cấp trường, xây dựng các video bài giảng về giáo dục sức khỏe nhằm khuyến khích các trường học thực hiện chương trình giáo dục sức khỏe có chất lượng, làm cơ sở cho các lớp học trực tuyến, học tin học cho học sinh. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đều khẳng định tầm quan trọng của y tế học đường đối với học sinh và dự án được triển khai sẽ góp phần nâng cao năng lực hoạt động công tác y tế học đường tại tỉnh Thanh Hóa. Các đơn vị cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với tổ chức Project Bomb trong việc tổ chức thực hiện dự án nhằm đạt mục tiêu hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 90 của Chính phủ quy định về việc cấm thả sông chó đã có hiệu lực từ năm 2017. Sau hơn 4 năm có hiệu lực, Nghị định dường như đã bị lãng quên khi mà tình trạng thả chó chạy rông không rõ mõm diễn ra thường xuyên trên đường giao thông và các khu vực công cộng gây bất an cho người dân. Tại điểm B khoản 2 điều 7 Nghị định số 90 năm 2017 của Chính phủ về phòng chống bệnh dại ở động vật quy định Người nuôi phải xích, nhốt hoặc giữ chó, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới người xung quanh. Ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị, khi đưa chó ra ngoài phải nhốt giữ chó trong chuồng, cũi hoặc phải dọ mõm và có người dắt. Không lâu sau đó, nghị định tiếp tục được sửa đổi bổ sung chế tài xử phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi không đeo dọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Tuy nhiên đến nay, quy định này vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Tại các trục đường giao thông khu vực công cộng, tình trạng chó thả rông không dọ mõm vẫn diễn ra phổ biến gây nguy hiểm cho người dân. Cháu đang đi chơi với chị, đang đi đang đạp xe ngoài đường thì đầu từ đâu ra thì chó hàng xóm chạy ra cắn trộm. Tình trạng chó thả rông ở đây rất nguy hiểm. Cái nguy hiểm thứ nhất chúng tôi thì chưa bị chó cắn bao giờ đâu, nhưng mà bị chó lùa thì cũng có rồi. Cái nguy hiểm thứ hai là chó chạy, rồi học sinh đi xe máy đây đi đi xe đạp mặt điện ấy, có một cái con chó nào đó mà chạy ngang qua, thế mà các cháu không tránh kịp thì sẽ chắc chắn là xảy ra tai nạn. Thời gian gần đây Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận từ 15 đến 20 lượt người đến đăng ký tiêm vaccine phòng bệnh dạy do bị chó cắn, trong đó phần lớn là trẻ em. Khi mà chó cắn thì các bạn đã biết được cái chất nguy hiểm của bệnh dạy. Hiện tại thì chưa có thuốc đặc trị về bệnh dạy mà chỉ có vaccine tiêm phòng thì mới đem lại cái hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Khi mà, mà bị chó dạy cắn mà ảnh hưởng đến con người hoặc là có sự phát bệnh dại trên trên người thì tỷ lệ tử vong là lên đến 100%. Việc thả rông chó không thực hiện các quy định an toàn là mối nguy cho cả cộng đồng. Bởi vậy, người nuôi chó cần tuân thủ quy định về trông giữ, tiêm phòng cho vật nuôi. Các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp không thực hiện nghiêm các quy định về quản lý vật nuôi, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Thưa quý vị, trong bài viết đăng tải mới đây, báo Nhân dân nhận định, mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tình trạng thiếu container rỗng hay chi phí vận chuyển tăng cao, nhưng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong quý I vẫn ghi nhận kết quả cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Bài báo dẫn chứng, quý 1 năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 152,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Theo Bộ Công Thương, tình hình xuất khẩu thời gian tới kỳ vọng sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế thế giới cũng như các FTA được thực thi một cách đầy đủ và toàn diện hơn. Mặt khác, giá xuất khẩu bình quân nhiều mặt hàng cũng đang có xu hướng tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cũng còn không ít khó khăn thách thức mà xuất khẩu phải đối mặt khi diễn biến dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho rằng Việt Nam cần tiếp tục tận dụng các FTA để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thời gian tới, nâng cao cơ hội cạnh tranh và giá trị của hàng hóa xuất khẩu, nhất là các mặt hàng Việt Nam có lợi thế. Bên cạnh đó cũng cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất trong nước hồi phục nhằm tạo đà tốt cho xuất khẩu. Báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam cho biết Vừa qua, hiệp hội diệt may Việt Nam và Amazon Global Selling đã ký kết hợp tác phát triển. Các doanh nghiệp diệt may kỳ vọng các sản phẩm của mình sẽ hiện diện nhiều hơn nữa trên kênh thương mại điện tử toàn cầu này. Bài báo trích dẫn nhận định của nhiều chuyên gia bán hàng qua kênh thương mại điện tử Amazon, tuy số lượng ít nhưng lại là cơ hội tốt để xây dựng thương hiệu, đặc biệt khi chất lượng sản phẩm thời trang của diệt may Việt Nam được các nhà nhập khẩu đánh giá khá, giá cả phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng ở nhiều thị trường. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nếu bán hàng thành công qua kênh thương mại điện tử toàn cầu, nút thắt về may gia công có thể được cải thiện. Trong khi đó, đại diện Amazon nhận định với việc bán hàng trực tiếp toàn cầu, mục tiêu trong vòng 9 năm tới Việt Nam có 30 thương hiệu dệt may ngang tầm thế giới là có thể thực hiện được. Thông tin trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam Trong báo cáo mới nhất gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine tại Việt Nam, Cục Hàng không khẳng định việc sớm mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ là rất cấp bách. Từ đây, cơ quan này kiến nghị cơ chế áp dụng hộ chiếu vaccine với khách nhập cảnh. Theo đó, khách hộ chiếu vaccine đã được tiêm vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 sẽ được nhập cảnh Việt Nam và giảm đến mức tối thiểu thời gian cách ly tập trung. Bài báo cho biết thêm, việc sử dụng dữ liệu điện tử sẽ hạn chế việc làm giả dữ liệu, sử dụng hộ chiếu vaccine kết hợp với việc hành khách có kết quả xét nghiệm PCR âm tính là giải pháp hữu hiệu để có thể khởi động lại thị trường vận tải hàng không quốc tế thường lệ. Mặc dù vậy, Cục Hàng không Việt Nam cũng chỉ rõ, để hộ chiếu vaccine có thể ứng dụng khi hành khách đi lại qua biên giới, cần có sự công nhận lẫn nhau giữa các quốc gia cũng như liên kết hệ thống. Điều này đòi hỏi phải có sự thống nhất về ngôn ngữ, dữ liệu cũng như các quy định về bảo mật thông tin. Sau những vụ cháy thương tâm thời gian gần đây, báo tin tức đã có cuộc phỏng vấn với Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an các tình huống thoát nạn, nhất là đối với các hộ dân sinh sống ở trung cư cao tầng, nhà ống. Bài báo trích dẫn ý kiến của Đại tá Nguyễn Minh Khương qua những vụ cháy gần đây có thể thấy điểm chung là sự cố cháy xảy ra vào ban đêm và dạng sáng. Những căn nhà bị cháy chỉ có duy nhất một lối thoát nạn là cửa ra vào. Hệ thống khóa cửa quá kiên cố nên người dân không thể thoát ra ngoài dẫn đến tử vong. Theo đại tá Khương, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư, cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động người dân nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy nổ cũng như ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, kiên quyết đấu tranh với tư tưởng cháy nhà hàng xóm, bình chân như vậy. Người dân cần lưu ý việc sử dụng điện bình ga vào việc đun nấu, kiểm tra nguồn lửa điện chất cháy vào thời điểm có nguy cơ cháy cao và trước khi đi ngủ với các phương tiện cá nhân sử dụng xăng dầu chất lỏng dễ cháy điện để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu nguồn sinh nhiệt thiết bị chứa dẫn xăng dầu việc sử dụng vật liệu như gỗ tấm nhựa mút xốp để ốp tường trần vách ngăn cần phải thi công đảm bảo khi sử dụng bàn là bếp điện lò giấy phải có người trông coi không để trẻ nhỏ người già mắt kém người bị tàn tật người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này ở khu vực miền núi đang bước vào cao điểm thu hoạch nông lâm sản. Vì vậy, trên địa bàn huyện Như Xuân có rất nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật như xe đã hết hạn kiểm định, xe tự chế 3-4 bánh nhưng vẫn được người dân sử dụng vận chuyển hàng nông lâm sản tham gia giao thông trên các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Theo như tem kiểm định dán trên xe, thì xe tô này đã hết kiểm định hơn một tháng, Thế nhưng, chủ xe vẫn điều khiển phương tiện vận chuyển cây keo lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Không những thế, chủ xe còn hàn thêm khung sắt trên thùng xe để chờ hàng vượt quá chiều cao của xe. Hôm nay về chạy giúp xe cho thằng em, là nghe em nó bảo là để nó chờ đi sửa lại cái cái đầu xe đấy rồi nó phải đi khám mà bây giờ đi khám bên kiểm định người ta không biết có cho khám hay không ạ. Còn với phương tiện này, vốn chỉ là đầu máy cày nông nghiệp Xong chủ xe đã tự ý đóng thêm thùng xe rồi chế thêm vào phía sau để vận chuyển cây keo đến nơi tập kết thu mua. Tăng bô xe ô tô thì ô tô cũng phải vào đồi thì không vào được. Mà phải dùng cái này mà đem ra đường đây tăng bo thì nhiều lúc bất tiện. Người đi qua đi lại cũng không hay lắm cho nên mà đem thôi chạy ở bàn cân đây gần một em cũng đến thôi. Như Xuân là huyện miền núi khó khăn của tỉnh, trên 70% lao động của huyện làm nông lâm nghiệp, hiện đang cao điểm mùa thu hoạch sắn và cây keo. Tình trạng người dân sử dụng phương tiện xe hết đát, không đảm bảo yếu tố an toàn kỹ thuật, xe tự chế 3 4 bánh, xe công nông, máy cày vận chuyển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường của huyện tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Vì vậy, công an huyện Như Xuân cần tăng cường tuyên truyền, ký cam kết với các chủ xe và cá nhân có phương tiện không đem xe tự chế, không đảm bảo yếu tố an toàn kỹ thuật lưu thông. Mặt khác, tập trung kiểm tra, xử lý, tạo sự gian đe, tránh để xảy ra tai nạn giao thông. Chương trình Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.